Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Channel in Action. Trong chương 1082, Crocodile đã tiết lộ ý định dùng Crossguy làm bàn đạp để hoàn thành kế hoạch xây dựng đất nước còn dang dở. Như đã đề cập ở phần cốt truyện Alabasta, dự án này mang tên Utopia và Crocodile muốn tạo nên một quốc gia quân sự không bị đe dọa bởi bất cứ thế lực nào. Mihawk cho Crocodile một số lời khuyên, chẳng hạn như họ cần tích lũy thêm tiềm lực và gia tăng sức mạnh quân sự. Crocodile từng là chủ tịch của tổ chức tội phạm bí ẩn Baroque Works, từng cố gắng kiểm soát vương quốc sa mạc Alabasta. Kế hoạch của hắn ta thực sự rất gọn gàng và kín kẽ, đáng tiếc đã bị Ruffy và băng mũ rơm phá hỏng. Sau sự cố lần đó, Crocodile đã đánh mất vị trí Thất Vũ Hải và biến mất. Tuy nhiên, sau đó anh ta xuất hiện trở lại trong câu chuyện khi Ruffy đột nhập vào nhà tù Impel Down để cứu Ace. Crocodile sau đó thành lập một liên minh tạm thời với Ruffy thoát khỏi nhà tù, sau đó đánh bại hải quân. Sau trận chiến tại Marineford, Crocodile lại biến mất một thời gian dài trước khi xuất hiện trở lại cùng với Dashboard trong câu chuyện Trang Bìa. Và điều bất ngờ đó là gần đây Crocodile đã xuất hiện trở lại cùng với Draco Mihawk để cùng thành lập một tổ chức thợ săn hải quân có tên là Crossguy. Nếu chúng ta vẫn còn nhớ thì cá sấu là một nhân vật đã để mắt đến một trong những vũ khí cổ đại trong One Piece là Blue Tông. Trên thực tế, thông qua cá sấu, chúng ta mới lần đầu tiên được biết tới khái niệm vũ khí cổ đại. Vì vậy, trong phần Alabasta đã cho thấy rằng Crocodile đã cố tình xâm chiếm đất nước này để truy tìm nơi có Blue Tông. Sau đó, hắn ta thành lập Baroque Works tìm vũ khí cổ đại và cố gắng tạo nên quyền lực ở đây. Điều này khiến cho người dân Alabasta phải chịu đau khổ trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng thì đã bị Ruffy đánh bại. Tuy nhiên gần đây thì tác giả đã tiết lộ rằng thực chất Blue Tông không tồn tại ở vùng Alabasta, mà trong phần Wano, chúng ta biết rằng Blue Tông đang ở quốc gia này và kích hoạt Blue Tông có nghĩa là mở cửa biên giới Wano. Chúng ta vẫn chưa biết chính xác cá sấu sẽ làm gì với một trong những vũ khí cổ đại này. Bản thân tác giả thì vẫn chưa cung cấp thêm thông tin những gì Crocodile sẽ làm với vũ khí cổ đại, nhưng điều chắc chắn là hắn ta vẫn quan tâm đến Blue Tông. Trong chương 1082 ra mắt gần đây, có một khoảnh khắc mà Crocodile đã tiết lộ ước mơ lớn nhất của mình. Đó cũng là lý do tại sao sau này anh ta thành lập ra các tổ chức. Crocodile nói rằng anh ta muốn xây dựng một đất nước gọi là Utopia. Đất nước này sẽ có một sức mạnh quân sự khổng lồ. Mục tiêu đất nước này đó là không thể bị ảnh hưởng hoặc đe dọa bởi các quốc gia khác. Chính Mihawk sau đó gợi ý rằng để thành lập một quốc gia không tưởng như cá sấu muốn, họ cần nhiều quyền lực và sức mạnh quân sự nhiều hơn. Đây có thể là manh mối cuối cùng mà tác giả Oda đưa ra liên quan đến lý do tại sao hắn ta nhắm vào Blue Tông. Có một số điều thú vị liên quan đến điều này. Đầu tiên, cá sấu muốn xây dựng một quốc gia quân sự vững mạnh. Nếu sở hữu được Blue Tông, một sức mạnh có thể phá hủy các hòn đảo trong một lần tấn công, thì sẽ không ai dám tấn công hay đe dọa đất nước đó. Ngoài việc sở hữu quân sự hùng mạnh, thì Blue Tông sẽ là vũ khí bí mật của đất nước. Thứ hai, cá sấu có thể đang cố tình kiếm sự tồn tại của Blue Tông để thách thức chính phủ thế giới và tiếp nhận tất cả các quốc gia dưới sự liên kết của anh ta. Bằng cách đó, các quốc gia này sau đó biến thành một phần của một Utopia rộng lớn. Về bản chất, Blue Tông là cơ sở chính khiến Crocodile muốn xây dựng đất nước Utopia. Chính vì vậy, người muốn biết đến nơi có Blue Tông nhất định là ngài cá sấu. Hầu hết những gì anh ta làm đó là tìm Pony Clip để chỉ dẫn anh ta đến Blue Tông, chứ anh ta không quan tâm đến kho báu One Piece. Nếu cá sấu có được Blue Tông, anh ta sẽ là mối đe dọa đối với thế giới mới, chính phủ thế giới và thậm chí có thể là băng mũ rơm. Việc tìm kiếm các vũ khí cổ đại khác cũng có thể khiến cá sấu quan tâm. Băng mũ rơm đã xác định được vị trí vũ khí cổ đại Poseidon và Blue Tông, nhưng có một người ngoài cũng đã biết các thông tin này, đó chính là Caribou. Gần đây thì Caribou rất căm thù băng mũ rơm khi thả hắn ta ở đảo Egghead. Đồng thời Caribou cũng muốn tìm cách báo cáo thông tin về vũ khí cổ đại cho một ai đó. Nếu cá sấu có mối quan tâm đến Blue Tông, thì thông tin về vũ khí cổ đại khác như Poseidon cũng sẽ khiến anh ta quan tâm, bởi vì nó đều sẽ là tiền đề để phục vụ cho kế hoạch xây dựng đất nước Utopia. Tìm hiểu về Blue Tông cũng sẽ tạo cơ hội cho Crossguy một lý do chính đáng để chiến đấu với băng mũ rơm. Vì Blue Tông ở Wano, đây là một quốc gia mà băng mũ rơm mới giải phóng và cắm cờ của mình. Nếu Wano bị tấn công, thì băng mũ rơm sẽ đứng ra bảo vệ. Điều này giống như một cách Ruffy tuyên bố đảo người cá sẽ là lãnh thổ của mình để bảo vệ nó trước Big Mom, một đất nước có vũ khí cổ đại Poseidon. Tương tự như vậy, Ruffy cũng đã tuyên bố Wano là lãnh thổ của mình và bảo vệ nó khỏi Crossguy. Mặc dù hiện tại tuyên bố ai đó của Caribou phần lớn vẫn còn mơ hồ, nhưng kết hợp với những thông tin trong chương 1082 về mục đích hiện tại của cá sấu và Mihawk thì có vẻ Crossguy sẽ là nơi mà Caribou bán thông tin. Tuy nhiên không phải là không thể nếu Crossguy và băng mũ rơm sẽ hợp tác trong tương lai thì việc sử dụng chung vũ khí cổ đại sẽ dễ dàng. Bởi vì trong quá khứ, Crocodile và Buggy đã từng liên minh với Ruffy trong trận chiến thượng đỉnh. Hai người họ có thể tái thiết lập mối quan hệ hợp tác trong tương lai bởi vì cả hai đều đang đối mặt với cùng một kẻ thù không ai khác chính là chính phủ. Ruffy muốn tiêu diệt chính phủ vì nó đã mang lại đau khổ cho nhiều người và cậu ta hiện tại đang là hiện thân của Joy Boy, chiến binh giải phóng dường như cũng đã được định sẵn để mang lại sự thay đổi lớn cho thế giới. Mặt khác, cá sấu muốn thành lập một đất nước trong mơ, cụ thể là Utopia, có thể bị cản trở bởi sự tồn tại của chính phủ.
Vì vậy, cá sấu cần phải thoát khỏi chính phủ thế giới để tạo ra một đất nước không tưởng. Mặc dù cá sấu và Ruffy ở hai phe khác nhau, nhưng chính phủ là kẻ thù chung. Điều này khiến Ruffy và Crocodile có thể hợp tác trở lại, và việc hợp tác sẽ giúp Crossguy có thể sử dụng Blutong với sự tham gia của băng mu rơm. Bạn nghĩ Crossguy và băng mu rơm có thể liên minh trong trận chiến cuối cùng không? Hãy để lại ý kiến phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.